đôi này đẹp hay là đôi này? Lấy hết. Lấy cái này. Lấy cái này nữa. Thôi lấy hết đi. Hả? Ủa, đồ nam mà em. Anh không thích hả? Ờ, thích. Mặc đi. Bà cô bị đột quỵ vừa mất, cô về Việt Nam ngay đi để kịp làm đám tang. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà, anh chị em Maria, Trần Thị Ngọc được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Amen. Sao bà không đợi con về?
con này. Nhung ơi, tự nhiên bà thấy đau đầu quá, vào lấy cho bà ly nước để bà uống thuốc nhá. Dạ. Má, ở nhà ăn cơm với bà nhá. Bà ơi, bà. Bà ơi, cho con đi đi mà, con trễ giờ ra sân bay rồi, bà ơi, bà ơi. Nhung, Nhung. Cô ơi cô, con luật sư tới tìm. Dậy cô ơi. Ông mau quá, đi đi. Bà chủ tịch có vài lời nhắn nhủ với cô. Bà Trần Thị Ngọc, chủ tịch tập đoàn thời trang Lenino, có 51% cổ phần của công ty, 4 căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 trang trại tại Long Thành, 1 resort ở Nha Trang và 600 tỷ. Tất cả số tài sản đều được để lại cho cháu ngoại là Trần Khánh Nhung, với một điều kiện là tốt nghiệp khóa học đặc biệt 3 tháng ở Từ Tâm do cô Nguyễn Thị Lai huấn luyện. Nếu không, toàn bộ tài sản sẽ được đưa vào quỹ từ thiện. Cái gì? Đưa đây tôi coi. Toàn bộ tài sản? Tất cả đều được hợp pháp, đều có chữ ký và con dấu của bà chủ tịch. Bà tôi không bao giờ làm như vậy. Bà tôi mới mất, ông muốn làm phản hả? Tôi không bao giờ chấp nhận cái điều kiện điều khoản này đâu. Ông đi khỏi đây ngay lập tức. Xin tiền em. Thẻ này không thanh toán được à? Em ăn đi em, bây giờ thấy em có vẻ hơi mệt đó. Em ăn nha, anh ra ngoài điện thoại tí. Anh không được lấy cái này. Cái này là của chủ tôi. Buông ra. Buông ra. Chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. Buông ra. Biết cô chủ tôi mất cái này là cô chủ tôi chết đó. Buông ra. Tôi kêu cô buông ra. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ mình thôi. Dạ, cô chủ của tôi đây. Nè, mấy người đang làm cái gì đó? Con người ta lấy niềm yêu của nè. Buông ra. Buông ra. Chúng tôi bên công ty, chúng tôi đến đây thẩm định tài sản. Đây là hồ sơ này, cô xem đi. Ôi, cái cô này. Đi ra, đi ra, đi, đi, nhanh lên, đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đi ra. Cấm, cấm tất cả các người, cấm tất cả các người đụng bất cứ một món đồ gì ở trong nhà này. Nếu không, đừng trách tôi độc. Sen, lấy điện thoại đây. Ông đang ở đâu? Tới đây ngay lập tức. Tôi tới rồi đây. Tất cả những gì tôi làm là tôi làm đúng theo lời di chúc của bà cô để lại. Nếu như cô muốn thừa hưởng tài sản thừa kế,
thì tốt nhất cô phải hoàn thành khóa học ở Từ Tâm theo tờ di chúc. Cô đã hết cách rồi, hãy ngoan ngoãn nghe theo đi. Quần áo đẹp hả cô? Đi, em đi với cô. Điều đầu tiên để học ở đây là không được mang giày cao gót. Cô Lai hả? Dì ơi, chị ấy nói đó là ông dịch. Không phải sao? Ở chỗ đó là con đổng mà. Con đã. Tụi con im lặng. Chị đó còn phải học nhiều thứ lắm, hoặc là chẳng học được cái gì hết. Trước khi quyết định vào học ở đây, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhung này chưa bao giờ biết đầu hàng cái gì, chỉ cần muốn là được. Để rồi xem. Còn nuôi heo nữa hả? Tôi không hy vọng là cô làm được. Cô ơi, em làm cũng không được con. Để qua cái khóa học này đó thì phải biết nuôi heo, trồng cây, nấu ăn, giặt giũ. Không có ai chia tài sản, em khỏi làm mấy việc này phải không cô? Nhung này, vô đây là phải chia ngọt sẻ bùi với tao chứ. Vậy mốt sau này cô chia tài sản với em nha. Được, tao sẽ cho mày ít quần áo, nhưng phải phục vụ tao cả đời ha. Sao cô khôn quá vậy? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Thì chúc cô bà ngoại sẽ giúp con vượt qua được khoa học mang rợ này. Cô còn học nhiều thứ lắm. Vào bếp đi. Chứ
đi. Ra khỏi đây. Không ở lại đây thêm một giây phút nào nữa hết. Trời ơi, con ơi, nhà con bị tịch thu rồi mà. Về nhà mày. Trời ơi, nhà em không được như đây á. Không có toilet, không có cơm ăn luôn á. Vậy thì đi khách sạn. Cô làm gì còn tiền mà lấy khách sạn. Bán miên nguyên cho cô. Dọn đồ nhanh rồi đi ngủ, tối ra còn bày đó làm gì nữa, mày rảnh ghê vậy đó Sen. Thiệt ngay em. Hôm qua mình có khóa cửa rồi mà. Chắc chắn nơi này có vấn đề. Là giờ nấu ăn rồi biết chưa? Ôi, bọn con ăn nhiều nữa. Ôi, nấu nướng làm gì cho mệt cô cầu kỳ quá. Nhưng mà phải nấu cho bọn trẻ nó ăn. Chẳng lẽ để tụi nó nhịn đói à? Mấy đứa nhỏ cho ăn mì là xong rồi. Mà con nói con nghe nè. Qua phòng con mới thích khách á. Con thức canh cả đêm cho nhỏ đi ngủ nè. Giờ con mệt quá. Gì? Thích khách ở đâu? Cô? Thích khách ở đâu? Thích khách cái gì mà thích khách? Tào lao! Dậy! Xuống nấu ăn! Mau! Hay là đêm qua có ma thôi? Tiền của chú đây. Đủ đấy, không phải đếm đâu. Các chú người chơi, anh về trước đây. Sao? Nhiêu đây đủ tối chơi không? Chơi bởi gì nữa? Tối qua thu hết sạch rồi. Đống này để trả nợ á. Ủa rồi giờ tính sao? Còn tính sao nữa? Mọi vàng bị đi đầy rồi. Lấy đâu ra? Ê, mà tao thấy tụi bay ló gì không biết nữa. Nhà nó tài sản đầy ra, không lẽ bà nó mang đi cho người ngoài hết, đúng không? Chính xác. Ta đã có kế hoạch với nàng tiểu thư này rồi. Tao buồn ngủ chết. Tối qua phải thức canh cho mày cả đêm còn gì. Ở đây đẹp ghê.
đâu tôi rồi? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Sơn rớt vậy sao tôi làm sạch đầu được? Tôi mà chọc đầu là anh chết với tôi á. Cô, cô dữ quá à. Cô chưa chọc đầu lo gì. Trai đẹp. Con này. Ê, tôi chưa nói xong mà đi đâu vậy hả? Ê, mê trai dữ vậy. Chết rồi cô ơi, nó không ra. Em nghĩ là cô phải cạo trọc đầu á. Mày điên hả? Hôm nay là ngày gì xui dữ vậy không biết. Gặp đúng một thằng cha vô duyên bất lịch sự. Lần tới tao mà gặp được là tao úp nguyên đục cho lên đầu chả. Em hy vọng lần tới được gặp ảnh. Mày nói gì vậy? Dạ không. À, nhẹ tay thôi. Tao nói nhẹ tay thôi mà. Mùi gì mà ghê quá vậy? Xăng. Ai cho mày để cái này đụng vô đầu tao? Ê, buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh gọi cái gì vậy? Đụng tóc tôi hả? Mày giết anh đó. Gọi xong đi rồi giết. Buông tôi ra. Giữ hai tay cô ta lại. Dạ. Xem, nói gì em cũng nghe. Xem, cứu tao. Cứu tao xem ơi. Em sẽ hy sinh tất cả vì anh. Alo, tôi nghe đây. Mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát. Tôi biết rồi. Dạ, yên tâm. Chưa ai dám nói chị câu đó đâu nha. Tin chị ghì đầu lên gối không? Hả? Lì, lì, quay, 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 lì, lì, lì. Nè ăn nho đi. Nè, hai đứa cầm nho ra ngoài ăn đi. Xong rồi ngoài ăn để cho chị làm việc, đừng có quậy chị nữa. Dạ, mời anh chị vào. À, đây là Nhung, tình nguyện viên mới ở đây. À, tụi con nghe chào hai bác đi. Chào hai bác. Dạ, tụi con chào hai bác. Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Đây không phải là sân khấu thời trang. Bữa đầu đi học mà cô, đi học thì phải đẹp chứ ạ. Mà hôm nay em rất đúng giờ. Cô tích điểm thanh lịch cho con nha. Để tôi nói cho cô biết. Để được ngồi trong cái lớp giáo lý này đó, thì cái việc đầu tiên cần nhớ là vẻ đẹp tâm hồn lúc nào cũng rất quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Lần sau mà quần áo như thế này đó thì đừng có vào lớp. Thưa cô, con có ý kiến. Cô có thể lắp máy sưởi ở đây được không ạ? Con lạnh muốn quéo càng. Chưa kể, mũi ở đây vừa đông và vừa đói nữa.
chúng ta nên đốt tinh dầu thơm để thư giãn đầu óc và phòng tránh sốt rét cho các em nhỏ à? Từ đây về sau, nếu đòi hỏi bất cứ cái gì lằng nhằng thì ở nhà đi, đừng có bước vào lớp học nữa, không ai ép. Nắng ấm quá. Sao nó cũng chỉ là đứa con nít, cô có cần phải lớn tí gì không? Có phải của anh đâu mà sốt. Mấy cái đồ của tôi không phải muốn là mua được đâu. Dù gì cũng chỉ là mấy bộ quần áo với lại mấy cái son. Cô đúng là nhỏ mọn. Phải rồi, mấy người thô thiển như anh mới nghĩ nó là quần áo. Quần áo của tôi không phải thường dân nào cũng mặc được đâu. Kìa kìa, nhìn thường dân kìa, đầu tóc thì bơm sơm, người ngợm thì dơ giấy, đã cao là còn rất to nữa. Cô bị thần kinh hả? Loại người lỗ mãng xem thường người khác như cô á, đắp vàng lên người cũng không bằng một con bé nhà quê. Quê? Quê đâu? Quê chỗ nào? Chất mà. Cô uống gì? Bà có rượu tây không? Rượu tây? À không, nhà tôi chỉ có rượu ngâm mà. Bà cho con ly trà nóng được rồi. À, có liền. Cô ơi, nước của cô nè. Cảm ơn bà. Ê, Nhung kìa, Nhung kìa. Nhung. Xuống xe nha. Nhung. Nhung, mẹ chạy đâu vậy? Em đâu bữa giờ vậy? Tìm hoài mà không thấy. Tìm kiếm gì anh? Ê Nhung, mới mấy ngày không gặp mày mà làm gì tàn tạ dữ vậy? Tụi tao đang bàn công chuyện làm ăn lớn nè. Hay là mày đi chung tụi tao luôn đi. Tụi mày thì làm ăn cái gì? À, tụi anh á, đang chuẩn bị mở vũ trường. Nhưng mà còn thiếu chút xíu à. Em còn không? Quăng vô đi, vài tỷ thôi. Hàng tháng anh nói nha, tiền lời á anh sẽ gửi cho em, em không cần phải làm gì hết á. Để tụi này kiếm tiền cho. Thấy sao? Tiền thì con này còn đầy, nhưng còn lâu mới đầu tư với mấy người. Con này chưa có điên. Ê, nhưng mà... Nhung! Trời ơi, tụi cho nó. Nhung!
chống chui chống nhụi đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi. Ủa? Đâu rồi? Phải dùng biện pháp mạnh mới moi tiền được cái con này. Sao tụi nó lại biết mình ở đây ta? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, tôi biết rồi. Bọn này tự nhiên mò lên tới tận đây, không biết tính dở trò gì. Sao tự nhiên nó buồn vậy nè? Cô sao vậy? Chú ơi, nhà con ở gần đây. Má con đau bụng mà chú cho con đi nhờ toilet nhà chú nha. Được, được. Cô đi đi. Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Trời, tưởng làm khó được chị hả cưng? Tới việc anh này phát rau quả ở dưới quê đó, con đi theo giúp nha. Dạ, con làm được việc lắm, cái gì con cũng làm được hết. Dạ con. Cô, con thông minh, nhanh nhẹn, giao lưu tốt, con được việc mà, cô để con làm cho. Thôi, con bỏ xuống, con sinh ra con phải để làm cái việc này, việc kia mới là của con kìa. Tụi con xuống giúp chị đi nha. Dạ. Dạ. Để em giúp chị. Để em giúp chị. Sao bữa nay hai đứa tử tế vậy? Xui dữ vậy không biết. Mà như ngày nào mình cũng xui. Tâm cái đà rồi tinh tiết. Người ta tắm được thì con cũng tắm được. Hoặc là tắm ở đây, hoặc là rời khỏi nơi này. Chọn đi. Tắm ở đây. Tốt, muốn sạch sẽ đó thì mỗi sáng ra đây cọ rửa, tiện á dọn luôn nhà vệ sinh. Chào chị. Ôi Việt Anh, sáng con đi đâu vậy? Dạ con đi việc.
Việc sao rồi? Dạ cũng ổn, có vài người thuê con qua sửa lại nhà cửa. Con dạo này hơi ốm đó nha, ráng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Ủa, đang phạt là gì? Ừ. Sao cô để cô ăn nóng cho? Cái con này làm giật mình, ban đêm mà chảy đầu giống ma vậy. Ngày mai em có hẹn với Việt Anh đi công chị. Ê, hay là mày và bồ Bình ở nhà giúp tao đi, chứ mình tao sao làm hết nhiêu đó việc được. Không được. Này, công thức em ghi hết cho cô rồi, cô ráng làm đi, ngày mai em về sớm em giúp cô nha. Mà tao ở nhà mình thấy ghê ghê sao á. Hôm bữa rõ ràng tao thấy ai đang rình tao, tao chắc chắn tao không có nhìn lộn. Tao thấy ở đây nè, hôm nào tao phải rình có ai rình tao mới được. Mới này đang nghe khò khò, ngủ như heo. Kiểu này ai mà ăn? Nấu vậy mà không ăn được hả? Con ăn được không? Thôi, con ăn kiêng. Chuyện có chút xíu vậy à? Con làm cũng không xong nữa. Vậy mà chút xíu hả? Cả một năm làm cũng không hết đó. Thì tại sao Sen nó làm được mà con làm không được? Cô đừng so sánh con với Sen được không? Con muốn đi đâu vậy? Cho heo ăn, heo đói mà. Người đó không lo lo cho heo, mang xuống bếp nấu lại lên ăn, biết chưa? Heo đói thiệt mà. Tụi em đói rồi. Từ ngày mai mày phải là tao. Đóng cho tốt vô. 3 tháng nữa túi chị đầy tiền, chị lại thưởng cho một đống quần áo đẹp ha. Là việc thôi. Không có giải thích gì hết, vô làm việc mau.
mày đi lăn bột không? Con kia. Coi em mệt quá. Em cười em mệt quá coi. Coi về xem. Mày làm rách đồ của tao bây giờ còn cười nữa hả? Coi, lần sau em dám ở đâu coi. Cô làm gì con? Có biết cái váy đó hiểu gì không? Cô về cho em nè cô. Thà cho em. Có biết nó bao nhiêu tiền không? 5 em. Cô em xin lỗi. Em xin lỗi, em biết rồi. Chắc là em phải dạy cô học vài thứ chứ kiểu này không có đồ ổn coi. Cô lại mà biết được là không xong mà. Nha cô. Chắc là phải học vài thứ thiệt. Cô định nấu cho khủng long ăn hả? Cô sắc vậy sao mà heo ăn được? Nhìn bé Sen học tập kìa. Tôi chỉ mong cô học tập, tu luyện sớm rồi xuống núi. Ở đây cô quậy quá. Xin lỗi, tại mấy con sâu. Tại mấy con sâu hay là tại cô thích ôm tôi vậy? Ai mà thích ôm nổi anh. Nhìn cái mặt anh kìa. Thôi, bye. Chào bà. Sao tối rồi mà bà còn ngồi đây? Bà không lạnh hả? Mà sao bà không cột tóc lại? Sao cứ để tóc lòa xòa như vậy? Chị đang nói chuyện với ai vậy hả? Chị nói chuyện với bà ngồi đây nè. Bà nào? Bà nói bà không thích cột tóc. Bà thích xõa tóc chứ không vậy mà. Chị hả? Tim bẩm sinh, chúng tôi vẫn đang cấp cứu. Mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Cô đi về đi. Tôi không biết thằng bé có sao không mà. Với cô á, nó sống hay chết thì quan trọng gì. Nếu cô biết lo thì cô đã không làm như vậy. Mà con chẳng hiểu tại sao dì nhận cổ vô đây ở nữa. Dì nhìn cổ kìa, từ lúc cô đến đây toàn là chuyện phiền phức, cuộc sống đảo lộn hết cả lên. Thằng bé mà có chuyện gì đừng trách tôi. Mà làm giống như tôi cố tình hại nó vậy.
Nếu mà biết trước nó bị bệnh tim bẩm sinh, tôi đã có ngủ nó như vậy rồi. Thôi, ồn quá. Tôi cũng như sao cơ lỡ giận nó mới phải vô đây. Mấy người tưởng tôi thích sống ở đây lắm hả? Tôi cũng cố gắng nghe theo lời chỉ dạy của mọi người, nhưng mà tôi không có làm được. Tôi cũng không biết là cuộc sống ở trong này lại khổ sở như vậy. Mà mấy người cũng không biết trước đây tôi sướng như thế nào đâu. Đã có những lúc đời chẳng cho tôi thiếu chi, có tất cả nhưng rồi dường như không ý nghĩa gì. Một mình cùng cô đơn mỗi đêm. Đã có những lúc nhìn lại tôi đang đổi thay, nhưng giờ đây dường như chính tôi vẫn không hiểu được. Để rồi lạc lắm nơi đây mình tôi cô đơn. Chắc chắn là người, không phải ma. Ủa cô làm gì sớm vậy? Không cần, tao mang được. Tuấn, chị Lan. Lan, không được nói to, không được chọc Tú. Làm gì cũng phải cẩn thận nghe chưa. Tú, dạ. Đi lên phòng chị đút cháo cho ăn. Chị, sao mà chị khác vậy? Cháo chị nấu ngon. Hơi khe, nhưng mà em thích. Giống như các bạn được ba mẹ đút cho ăn lúc bị bệnh gì đó. Nhưng mà sao bao giờ em không có cảm giác đó hết. Chị, hay là từ giờ thanh thản em cứ bị đau tim để chị chăm sóc em nha. Linh tinh. Ngày mai chị sẽ cùng mọi người cầu nguyện cho em mau khỏi bệnh. Ok. Con biết lỗi rồi. Con hứa từ bây giờ con sẽ không bao giờ đánh vợ con nữa đâu. Xin chú ơi tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi. Con béo kia, đứng lại đây. Mày đi đâu hả? Mày trốn ở đây hả? Chết với chị nè. Chị đã bắt được chị đánh cho một trận bây giờ. Trời ơi chú ơi, con vợ con đã tìm đến đây nó trả thù con luôn rồi. Con phải chạy thôi, nó mà bắt được con nó đánh con chết mất.
chú ơi. Thôi đi, đi đường này đi. Đi đường này để tôi tính cho. Mai con giúp dì làm một cái chìa khóa thật chắc cho cái chuồng heo của mình, nghe chưa? Dạ. Con xin lỗi, con không cố tình mà. Coi cái thái độ của cô kìa, thiệt là không thể nào tưởng tượng được. Bao nhiêu ngày rồi mà không thay đổi chút xíu nào hết. Đồ ăn hại. Cô tưởng cô là tiểu thư tài năng à? Hả? Con xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Bà cho con đi trà đá đi. À, tôi làm liền, cô chờ chút nha. Quán bà cũng có rửa tay nữa hả? Sao hôm bữa ba nói với con là bà không có? À, tôi đâu có biết. Cái đó là của thằng con trai tôi đó. Để trong nhà cả chục năm nay rồi. Rửa tay đó mà. Bà cho con ly nha. Không thèm không? Nước của cô đây. Rượu ngon. Rượu ngon. Rượu ngon thì phải có bạn hiền. Bà làm cho con một ly nha. Tôi đâu có biết uống, cô cứ uống đi. Vô. Vô. Uống hết luôn nha. Ừ. Nói thiệt, ngon vậy mà hổm rày không có biết. Vậy là có bạn hiền rồi. Ngày nào cũng làm vậy nữa nha. Đâu? Tôi là ai? Trời. Trời ơi. Sao đồ đạc của tôi lại nằm lung tung vậy nè? Toàn đồ đều đắt tiền không mà. Trời ơi. Miu Miu. Miu Miu của chị. Trời ơi. Sao lại nằm phơi càng như vậy em ơi? Em ơi, em có nóng không? Nên chị đắp mền lại cho em nha. Trời ơi, Miu Miu ơi, sao lại ra nông nỗi nè? Tỉnh chưa? Tôi đang đưa cô ra bến xe, cô tự mà bắt xe về nhà cô. Nhà nào? Nhà bị niêm phong rồi, cô đâu mà về? Cô làm náo loạn hết tất cả mọi thứ lên rồi cô đòi về nhà. Cô nói không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa. Chính miệng cô nói không cần nhận giấy chứng chỉ để nhận lại tài sản. Thì giờ tôi đưa cô ra đây, sao cô phiền phức quá vậy? Anh ơi, em đâu có nói là em không cần chứng chỉ, không cần tài sản. Anh ơi, em cần lắm anh ơi, em cần lắm anh ơi. Anh chờ em về đi, em hứa em sẽ ngoan, em sẽ không làm gì hết, em sẽ ngoan, em sẽ không say nữa. Mà em sao em đâu có làm gì đâu, sao mọi người chói rồi đuổi em đi vậy anh ơi, tha cho em đi anh ơi. Thôi, tôi không tin cô nữa đâu. Rượu ngâm nguyên chất một mình cô uống hết một chai. Tôi sợ cô luôn rồi đó. Cô đừng nói tôi là cô không nhớ gì nha. We'll be right back.
tay cái giỏ rửa tay thì em uống thôi mà. Anh cho em cơ hội, em về em xin lỗi mọi người đi anh ơi. Anh ơi, anh đưa em lần này đi mà, cho em cơ hội, em xin lỗi mọi người đi. Anh kêu em làm trâu làm bò em cũng làm mà anh ơi. Anh ơi, cho em xin lỗi mọi người. Cô đừng có xin tôi nữa. Mọi người tha thứ cho cô nhiều lắm rồi. Tha thứ cho em lần này nữa thôi mà. Em không còn nơi nào để đi nữa anh ơi. Cho em về đi mà. Tôi không còn biết nói gì nữa. Tôi đã hết cách với cô rồi. Cô tự suy nghĩ đi. Theo tôi á, cô nên rời khỏi nơi đây. Đừng làm phiền mọi người nữa. Trên đường đi con có khuyên cô ta rồi. Cô hứa sẽ thay đổi. Từ nay con xin chịu trách nhiệm để chỉ dạy cô ta. Con hứa với gì? Tùy, nhưng đừng ân hận về sau. Thật ra, dì Lan nghiêm nghị vậy thôi. Chứ dì tốt tính lắm. Tôi tiếc vì mình đã không học mọi thứ sớm hơn. Tôi đã từng nghĩ tôi rất giận bà vì chị nghĩ mà không thương mình nên mới đầy mình tới đây. Chắc bà buồn tôi nhiều lắm. Cô đừng bi quan quá. Làm lại từ đầu chưa bao giờ là trễ hết á. Thật ra thì thời gian đầu tôi cảm thấy rất là phiền phức. Tôi chưa bao giờ gặp ai hậu đậu phá phách như cô hết. Cô làm xáo trộn hết cuộc sống ở nơi đây. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm cách làm sao chỉ cho cô hoàn thành sớm khóa học. Rồi cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hóa ra anh ghét tôi dữ vậy hả? Cũng không hẳn là ghét, mà là cảm thấy phiền phức. Cô thấy đó, vốn dĩ cuộc sống ở đây rất là bình yên. Ngày qua ngày trôi qua nhẹ nhàng. Kể từ khi cô tới đây, ồn ào, đổ vỡ, xảy ra khắp mọi nơi. Nhưng mà dần dần tôi thấy cũng vui. Bất cứ nơi nào cô xuất hiện thì ở đó có đều có tiếng cười. Cuộc sống của tôi trước kia lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Tôi cũng chưa từng biết chăm sóc cho ai. Vậy mà người đầu tiên tôi biết nấu ăn và chăm sóc lại là Tú. Một người tôi không hề quen. Bà Chi, tôi làm được điều này cho bà. Đồ bếp thực thụ nào. Trời đất, con chị cho cái gì mà mặn dữ. Dạ dạ, biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi. Để em xíu. Em mỏi lưng quá. Ê, ui trời. Em xin lỗi nha. Ê, em ơi. À. Ê, cháy cháy nồi canh. Ngon. Ủa,
không không không. Ủa cô ổn không? Em xin lỗi cô. Ông rình tôi làm gì? Muốn ăn trộm hay tính làm trò gì mờ ám? Không có. Tôi chỉ muốn biết là cô sống như thế nào thôi. Muốn xem tôi sống ra sao hả? Chắc muốn nhìn thấy tôi sống khổ sở như thế nào chứ gì. Hài lòng ông chưa? Không, tôi nói thiệt á. Tôi chỉ sợ là cô không hoàn thành cái lớp học này á thì cô sẽ bị mất hết tài sản đó. Tôi mất hết tài sản thì liên quan gì tới ông hả? Dung, sự xuất hiện của ông làm tôi nghi ngờ việc bà tôi lập di chúc là do mấy người lừa bà tôi đúng không? Không có lừa. Đó là sự thật. Nhưng mà tôi sợ lắm rồi. Tôi không dám quay lại đâu, thề đó. Giang. Dạ. Đưa đường này đi. Bỏ lên. Nhung, con Nhung nè. Thôi tha cho ổng đi. Tại vì ổng chỉ muốn tò mò coi biết là cuộc sống của con như thế nào thôi. Ổng đâu có hại ai đâu. Con bắt được thì là của con. Con muốn làm gì thì con làm. Ông là luật sư đúng không? Đúng. Biết luật đúng không? Đúng. Muốn bóc lịch không? Muốn. Nhung ơi, ổng biết lỗi ổng rồi. Ông mà lại dạng ở đây thì đừng có trách tôi. Thấm lòng lên đây ông hả? Thôi, tha cho ông ta đi. Tôi thấy ông cũng sợ rồi đó. Nhung. Con. Tha cho ông đó. Đừng có đi giỡn chuyện quá. Cấm cười. Ngồi xuống. Nửa đêm nửa hôm đi rình mò hai đứa con gái ngủ. Đồ bệnh hoạn. Ê, ai nhìn xem. Sẽ tha cho ông với một điều kiện.
ông phải ở lại đây một tuần phụ tôi làm gì. Không được đâu. Nè, thả tôi về đi, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm đó. Im. Ông thì làm cái khỉ gì ngoài, bà tôi thì mất tôi thì ở trong này rảnh mà cố bị đặng xạo xạo. Muốn về lắm đúng không? Sang. Dạ. Gọi điện công an. Thôi đi đây. Trời ơi khổ quá. Trời Nhung ơi, con đừng có làm lớn chuyện. Thôi đi bây giờ, ông phải ở đây một tuần, nghe chưa? Ngồi ta cho ông đi con. Cứ từ từ mà tận hưởng nha. Mai 7 giờ dậy. Ăn sáng hả? Ăn sáng. Ăn mặc như vậy thì làm được việc gì hả? Ở đây không phải sàn diễn thời trang đâu. Nên nhớ, vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn bề ngoài rất nhiều. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi có bộ đồ này nha. Ừ. Nhục, ơi là nhục. Nhục cái gì đâu. Để con vào kiếm cho ông mấy bộ đồ. Chứ tình hình chỗ này chắc không yên với Nhung đâu. Mà coi bộ cổ thuộc bài rồi đó gì. Ăn sáng cái đồ cũng thấy tội là lặt cuốc không à. Kêu ca cái gì vậy hả? Râu rớt hết ra ngoài rồi kìa, lượm lên nhanh lên. Biết rồi. Đem vô đây rửa sạch cho tôi. Hậu đậu á, không biết cuộc đời ông sẽ làm được cái gì nữa. Đi ra, lấy cái cuốc cho đây nhanh lên. Gì? Lấy cuốc làm gì? Sáng giờ tôi làm việc siêng năng lắm mà nha. Để cuốc đất chứ làm cái gì? Cuốc đất à, cuốc đất, cuốc đất thì ok. Đây, cuốc đất của cô nè. Để đó đi, tôi cuốc cho. Vô ăn sáng đi. À, cảm ơn nha. Ủa, sao gì nó sai sai á? Muốn tôi bỏ vào khoái không hả? Nghĩ sao tôi cuốc đất ông đi ăn hả? Hả? Chết hả? Không, để tôi nằm như chị Chiến để tôi cuốc cho. Cô ngồi nghỉ đi. Nấu xong chưa? Tôi chơi cả ngày đói lắm rồi đó. Xong rồi. Còn nóng á, cô ăn đi. Có gì ai mà ăn được hả? Có chút xíu việc mà làm cũng không xong nữa. Ai nói cô có chút xíu việc làm không xong? Cả núi việc làm cả năm không xong á. Sao tôi làm được mà không làm được? Cô đừng có so sánh tôi với cô chứ. Nè, đem đi đâu đó? Cho heo ăn. Người không có ăn mà còn đem cho heo ăn hả? Xuống nó lại, nhanh! Nhanh lên! Thiệt với cô á, nào giờ tôi đâu có biết nấu ăn là gì đâu. Được rồi, chờ một xíu tôi xuống tôi nấu lại. Thôi, đem lại đây đi. Sao? Chết cha, bỏ muối hơi nhiều. Không có nhiều đâu, quá nhiều. Thôi, cố gắng lên. Cuộc sống trong này nhìn thơ mộng vậy chứ khắc nghiệt hơn ngoài kia nhiều đó. Dạ, khắc nghiệt quá. Hôm mai nhờ cô chị giúp giùm nha. Ừ. Biết học hỏi vậy là tốt. À, lúc bà tôi mất, ông có ở đó không? Có. Chính tôi là người đưa bà đi cấp cứu á. Vậy bà tôi có nói gì về tôi không? Có. Bà biết là bà không qua được cơn bệnh này, cho nên cái điều bà tiếc nhất là không được gặp cô ở giờ phút cuối cùng. Bà có nhờ tôi giúp cô bớt ăn chơi lại.
cho nên bà có nghĩ tờ di chúc. Bà biết, bà biết là với một tiểu thư như cô á, muốn thay đổi cuộc sống rất là khó. Cho nên không còn cách nào khác hơn. Cô ơi, cô hiểu cho bà nha. Đừng có giận bà. Tôi không có giận bà. Tôi cũng biết là tôi đã sống như thế nào thì bà mới đưa tôi vào đây mà. Ông cũng biết là từ nhỏ bà thương tôi như thế nào mà chưa bao giờ la tôi một câu. Tôi muốn gì bà cũng chịu. Ông không hình dung được những ngày đầu tiên tôi vào đây tôi đã khổ sở như thế nào đâu. Tôi cũng không hiểu tại sao những người ở đây họ lại sống được như vậy. Nhưng mà rồi từ từ tôi cũng quen với mọi việc ở đây rồi. Ông thấy đó, bây giờ tôi biết nấu cơm nè, biết trồng rau, biết cho nó heo ăn nữa, rồi biết chăm sóc cho mấy đứa nhỏ ở đây. Mấy việc đơn giản như vậy mà tôi không làm được thì sao mà dám giao tài sản cho tôi, đúng không? Đúng. Đúng gì mà đúng? Ông á là chuyên gia đâm thọt sau lưng đó. Đi lại ngồi ăn, nhanh lên. Không ngờ đây lại có cảnh đẹp như vậy. Nếu mà cô có thời gian ở đây lâu á, tôi đưa cô đi nhiều chỗ còn đẹp hơn như vậy nữa. Ê ê, đừng chùa ẻo tôi. Tôi không có nhu cầu ở lại đây thêm nữa đâu. Ý tôi nói là sau khi mà tôi nhận xong chứng chỉ thì tôi sẽ quay lại đây thăm anh và mọi người mà. Cô chỉ quay lại đây thăm mọi người hả? Chứ sao.
Hoặc là anh cũng có thể lên thành phố thăm tôi. Tôi sẽ dẫn anh đi nhiều nơi, đặc biệt rượu ngon cực. Lại rượu? Tôi tưởng cô bỏ rượu rồi. Lỡ cô lại say không có ai đó, biết phải làm sao hả? Lo gì, tôi có một đám bạn lúc nào cũng đi theo tôi. Không có anh thì có tụi nó đưa tôi về mà. Tôi quên cô có rất nhiều bạn. Hay là anh chỉ em chèo đi. Tặng em nè. Hay quá vậy. Có lẽ đây là chiếc đèn đẹp nhất mà em từng thấy. Hồi nhỏ mỗi khi bị dì Lai la, anh thường trốn lên tháp chuông á. Anh mà cũng bị dì la hả? Còn bị đánh đòn nữa. Nhưng mà dì thương anh lắm, dì chăm sóc anh từ bé. Anh xem dì như là mẹ đẻ của anh vậy đó. Anh nghe nói lúc mà anh mới được nhập về cũng là lúc dì dọn về đây sống. Còn em thì không bị bỏ rơi, nhưng ba mẹ mất lúc em còn nhỏ nên em không có ký ức về giờ hết. Ít ra thì em vẫn còn may mắn. Em không phải mang mối hận thù với những người đã sinh ra mình. Cuộc sống mà mang hận thù thì mệt mỏi lắm. Sinh ra chẳng ai có hận thù hết. Tất cả là do con người mang đến cho nhau. Chứ ai chẳng muốn có một gia đình. Thì gia đình của anh ở đây rồi còn gì? Tắm về sao mà sạch được? Phải tắm từng con một mới sạch, ẩm nó lên. Cái gì? Ẩm lên tắm? Tắm từng con một? Khu rình ẩm, tôi gom lại một đống, xịt một hồi nó cũng sạch à? Thôi được rồi, để đó lát tôi làm cho. Bây giờ ông lo về chuẩn bị giấy tờ, để ngày mai tôi nhận thừa kế của bà nữa. Cái gì? Tôi được về nè hả? Đợi tôi tí tôi ra coi có chuyện gì. Xin chào cô tiểu thư chăn heo. Anh làm gì đây vậy? Sao biết chỗ này mà tới? Lên thăm em chứ làm gì.
Hai đứa đi ra kia chơi đi, bạn của chị đó không có gì đâu. Đúng đây. Mày chơi cái gì rồi phải không? Bé ba vậy mày dám đến đây hả? Kệ tao. Cái này là của mày chồng gì? Nè, chỗ này không phải chỗ để anh phá đâu. Tỉnh lại coi. Ngày mai mà nhận lại được tài sản đúng không? Nè, sao anh biết tôi nhận được tài sản hả? Mà chuyện này thì liên quan gì tới anh? Anh mà quậy nữa tôi la lên mọi người ra hết đó. La hả? La lớn lên. La lớn lên đi. Kêu hết già trẻ lớn bé ra đi. Tao có quà cho mọi người. Ra đây. Để xem ngày mai khi nhận lại tài sản thì các cổ đông công ty của bà mày có cho một con ăn chơi như mày nắm quyền điều hành hay không. Tôi đã làm gì anh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ tại vì mày quá giàu, còn tao thì nghèo. Chỉ vậy thôi là đủ để tao ghét mẹ. À, quên, mà không chỉ riêng mày, mà bất kể đứa nào giàu hơn tao, tao ghét hết. Anh điên thiệt rồi. Tôi đâu có đối xử tệ nhanh, tôi đâu có để cho anh thiếu thốn cái gì đâu. Đúng, không thiếu. Nhưng với tao không bao giờ là đủ hết á. Tao muốn nhiều hơn vậy. Anh muốn nhiều thì tự đi mà kiếm. Sao tiền của tôi không thấy nhục hả? Nhục? Chứ mày có kiếm tiền đâu, mày cũng có tiền xài vậy. Chẳng qua là nhà mày quá giàu. Mà giàu quá thì đi làm từ thiện bớt đi. Anh đi ra khỏi đây. Đi ngay lập tức. Ngày mai mày lại trở về làm tiểu thư đúng không? Còn tao thì chẳng có gì ngoài ngoài mấy tấm ảnh này, với lại một vài clip vui vui lúc mày say xỉn. Ông lại lên mua cái gì? Tao đợi con này lâu lắm rồi nè. Sao chịu nói từ sớm, đỡ mất thời gian của nhau đúng không? Tao muốn một nửa tài sản của bà mày. Anh bị mất trí rồi hả? Anh có gì mà đòi tôi phải làm như vậy hả? Tao không nói hai lời. Lên mạng mà xem clip của mình đóng đi. Đây là cô chủ của tôi nha. Ông trung thành quá ha. Không phải ha. Ông là người bắt nó lên đây 3 tháng để hành hạ nó ha. Tôi chỉ thực hiện theo dưới chúng tôi. Gì chúng ta? Ông có sao không? Cho mày chết. Chết đi. Chết đi rồi. Khốn nạn. Em xin lỗi. Em không có giữ anh khốn nạn. Em chỉ giữ anh thù quán trên. Mày chạy đâu? Dừng đi lại. Bên kia phá xe đạp của tụi con. Anh còn phá vườn rau nữa vậy. Tụi con lên phòng đi. Tụi con lên phòng đi. Tao hỏi mày lần cuối, mày có làm hay không? Không. Không bao giờ tao cho mày một xu. Mày. Mày là ai? Mày hỏi nó kìa. Tao không cần biết mày là ai, nhưng không cho phép mày đến đây phá rồi. Hèn. Em có sao không? Thằng nhà quê, mày thích làm thùng của mỹ nhân lắm à. Mày biết quá khứ của nó là gì không? Ăn chơi trác táng. Giờ không ai cứu được nó đâu. Tao không quan tâm quá khứ của ta, nhưng tao cấm mày đụng đến nhau. Một cái thằng ở trên núi biết cái gì mà nói hả? Thằng mồ côi. Mày nói em mồ côi. Mồ côi. Mồ côi. Mồ côi. Mồ côi. Mày đừng hát. Đừng hát. Đừng hát. Đừng hát. Đừng hát con ơi. Ah.
Đến kia công an, đưa nó đi. Cô ơi, nó không có clip gì đâu, nó lừa cô á. Lạy Chúa, con xin tội hằng ngày, nhưng chẳng bao giờ quên được tội lỗi của mình. Và chính vì lỗi lầm ngày xưa mà hôm nay Việt Anh bị lăng mạ, và con tận mắt thấy một thằng bé ngoan hiền trở thành một kẻ hung dữ. Con cầu xin Chúa hãy tha thứ và ban phước lành cho con trai của con. Và xin Chúa che chở cho nơi này được bình yên như trước kia. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô có biết chị anh khao khát có một gia đình như thế nào không? Nhung, tại sao cô lại vào đây? Con nghe lén cô à? Cô đừng hỏi con, cô trả lời con đi. Con không hiểu gì đâu, con không hiểu gì hết. Con hiểu, mặc dù bà ngoại dành hết tình thương cho con, nhưng con vẫn luôn khao khát một lần trong đời được gọi một tiếng mẹ. Và con biết việc anh cũng như vậy. Con sẽ đi nói điều này với anh ấy. Nhung, Nhung, đừng, con xin con đừng đi con. Tại sao, tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Tại sao cô lại không dám thừa nhận đứa con mà mình đẻ ra? Đó là giọt máu của cô mà. Con à, xã hội ngày xưa không có đơn giản như con nghĩ đâu. Cái ngày mà cô mang thai Việt Anh thì cô biết được người đàn ông đó đã có gia đình. Cô sợ hàng xóm đàm tiếu, cô đã bỏ xứ mà đi. Rồi cô đem Việt Anh vào nơi này, và cô đã ở lại đây luôn. Vậy thì tại sao cô không dám nhận Việt Anh là con? Ít ra thì đứa bé lớn lên nó vẫn biết là nó còn có mẹ. Thì 30 năm qua cô vẫn ở bên cạnh Việt Anh. Cô biết không, nhiều khi cô thèm gọi một tiếng con mà cô không dám. Con không phải là cô nên con không hiểu đâu. Đúng là con không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Nhưng con biết, ít ra trên đời này ai sinh ra cũng mong muốn mình sẽ có một gia đình đầy đủ. Việt Anh cũng như vậy, anh ấy có quyền được biết điều này. Nhung, con đứng lại. Nếu con không nghe lời cô thì cô sẽ không ký vào bản di chúc của bà con đâu. Đã như vậy thì tôi không có lý do gì để ở lại đây và nghe những lời giáo điều của cô nữa. Nhung, Nhung, Bye.
bệnh nhân không được vào. Người nhà bệnh nhân xuống quầy làm thủ tục. Ông đi xuống làm thủ tục đi, đưa chìa khóa đây cho tôi. Không, ông trốn đó. Ai là người nhà của bệnh nhân Lai? Tôi. Bệnh nhân bị đa chấn thương, mắc quá nhiều máu. Người nhà ai có những máu ồ? Tôi mô. Cô sẽ tỉnh lại mà, anh đừng lo. Sao anh chưa về nữa? Trễ giờ em ra tòa nhận lại tài sản rồi đó. Thôi bỏ đi. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Có thấy đâu chỗ nào không mẹ? Cô làm mà con lo lắm. Mẹ đừng có nói gì nữa. Bây giờ quan trọng nhất là mẹ phải mau bình phục để mẹ sống với con nha mẹ. Tôi sẽ về liền. Cô ở lại giữ gìn sức khỏe. Con có việc phải đi rồi. Con sẽ sớm vào thăm cô. Em nói chuyện với anh chút nha. Sớm quay lại thăm anh và mọi người. Em đi nha. Đã hết thời hạn để cô có thể nhận lại tài sản rồi. Cô hãy về nhà để thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân còn lại để chúng tôi tiến hành đấu giá từ thiện.
con về rồi. Lại đây với bà. Bà còn sống hả bà? Bà còn sống chứ. Bà còn sống để thấy con nên người. Bà còn sống để nhìn thấy con lấy chồng sinh con. Lúc đó bà mới nhắm mắt được. Bà đây mà. Bà đi. Bà thương con hả bà? Sao? Bà có biết là con đã sống khổ sở như thế nào không bà? Bà biết chứ. Bà vẫn ở bên con hàng ngày mà. Con biết không? Vì lo lắng con ở chỗ mới, không ăn không ngủ được, nên hàng đêm bà vẫn theo dõi con đấy chứ. Bà sợ con nghi ngờ nên đã nhờ ông Văn Thư giả làm luật sư để gạt con và thế thân cho bà đấy. Từ khi con đi, bà nhớ con, bà lo cho con, bà thương con, bà cũng không ngủ được. Nhưng vì tương lai của con, bà buộc lòng phải làm như vậy. Con có hiểu không? Con hiểu. Là lỗi của con. Tất cả là lỗi của con. Là lỗi của con xin lỗi bà. Lỗi bà. Thôi bà, thôi. Vậy là con những con cơ hội được ở bên cạnh bà, phải không bà? Nhưng mà ở trong đó con gặp những chuyện lạ lắm mà. Tại sao con có hay mơ thấy có một bé gái đi lang thang như vậy là sao bà? Có lẽ do con sống ở đấy từ hồi còn bé, cho nên bây giờ quay lại môi trường cũ, con nhớ lại quá khứ của mình thôi. Con lớn lên ở đó là sao bà? Bà nói gì con không hiểu. Khi con vừa sinh ra, cha mẹ con chẳng may bị tai nạn mất. Con được đưa vào từ tâm và được cô Lai nuôi dưỡng. Bà không có con cháu gì, cho nên bà đã nhận nuôi con từ lúc con mới có 4 tuổi. Đây là giấy khai sinh của con. Trong đó có ghi cha mẹ ruột của con đấy. Là bao nhiêu lâu nay bà đã giấu con? Nhưng mà bây giờ con là con gái không quan trọng nữa. Quan trọng là bà còn sống ở đây với con. Bà vẫn còn sống với con mà. Người đâu có biết rằng luôn.
thôi. Người yêu hãy bờ môi anh cứ sao hững hờ. Giờ bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào, bao vòng tay khát khao. Nên thôi đã lỡ, em ơi đừng chờ. Chị nha, chị Châu. Con chào cô. Chào con. Chào các con. Chào con. Hôm nay con với bà lên thăm mọi người. Con sẽ dùng một phần tiền thừa thiết kế của mình để tu sửa lại nơi này. Mong cô sẽ nhận tấm lòng của con. À, mà đây cũng là nhà của con mà. Tôi rất là cảm ơn bà Nhung. À, chắc là mời bà vào trong uống nước. À, còn nếu như ai có việc riêng, muốn nói gì thì nói. Đi con, đi vô thì con. Em về nhà chắc vui lắm hả? Anh thật sự rất là bất ngờ khi mà bạn em còn sống á. Nghĩ lại những tháng em ở đây, thật là tội nghiệp cho em chứ. Lúc đó em thấy kinh khủng thiệt. Nhưng nghĩ lại em thấy vui lắm, vì mình có rất nhiều kỷ niệm. Em cảm nhận đây thực sự là nơi đã sinh ra mình. Thì em ở đây từ bé mà. Cũng đúng. Ngay cả Sen cũng muốn ở lại đây nữa. Mà bây giờ em cũng không cần ai hầu hạ hay phục vụ mình nữa. Em muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh và chăm sóc cho bà. Còn anh thì dành được nhiều thời gian để chăm sóc cho mẹ mình hơn. Đó là điều anh luôn ước ao được làm. Nhung ơi, về thôi con. Cô về nha. Khi nào cô rảnh nhớ thăm em nha. Em nhớ cô lắm. Ở đây là nhớ phải lo giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ cẩn thận. Lười lười chết chứ tào đó. Cô. Thôi về đi con, để cho mọi người nghỉ. Chào bà. Bà về. Ừ, bà về nhé. Ừ, chào các con. Em sẽ quay lại thăm anh và mọi người. Muốn đuổi theo thì chạy nhanh đi, không thôi không kịp đâu con.